kia, cây kia là 7,5 triệu. Đấy, nó đang có quả đây. Nó đang có quả đấy. Làm một cái súng vậy đâu phải đơn giản. To mà lùn này. To mà lùn lắm quả. Đây cảnh làm đẹp đấy. Quả đang quả. Thì cũng được nhưng mà con gian nan lắm, gian nan lắm. Cô lượn qua cái khu hoa lan một tí được bán kinh thật. Châu bán tiếp. Này hôm trước có con ba chắc bán rồi nhỉ? Bán rồi. Đúng nhau. Ba tiền con chú nhỉ? Ba tiền con này nhỉ? 2 triệu. Sụp. Túc. Túc. Mai hồng ngọc trên đá trầm. Đấy, con Hải Châu hay đang có quả. Quả Hải Châu là đẹp nhất. Đến lúc mà nó nhiều quả thích vô cùng luôn. Ê, buồn sai không hoa quả còn gì nữa. Sang khu vực bên kia. Ở hàng đấy là bao tiền thế nhỉ? 3 triệu. Ba đồng à? Thế con cẩm thị trong kia là bao đồng? Cẩm thị á? Không. Trong kia? Con cẩm thị to to đấy á. À. Xung bao tiền rồi? À, cái bé đấy á. Cái cẩm thị buộc được vẫn đầy đấy. À. Đây cái này to kia. Đang hỏi xem như nào. Nguyệt quế. Để xem nào. Quái đấy, sung quái đấy. Nhờ chú nhỉ? Cái trong kia là mấy đồng nhỉ? Cái nào? Cái vừa hỏi chú. Cẩm thị á? Cẩm thị 8,5 triệu. Úi dồi. 3-4 triệu thì chết này. Thị huyền thế này. Trong kia kìa. Con cây cẩm thị huyền đấy nhỉ? Biết thế. Rồi. Xin phép quay cây của bà chị cái nào. Đà lồng. Chợ trời mưa. Chả có cái gì sắc sờ ấy. Cây nhài to hết nhài ta. Thế gần. Bà chủ đi đâu mất rồi không biết. Cây này quả như thế gân này nhiều quả chứ, thế là nhiều quả, thế với cóc nhiều, cóc đang quả, thế nào cũng có quả, cóc thái là nhiều quả thế, tí là có quả, mỗi tội chả có gốc kia thì nó còn non. Xì vâng đã, chả biết bà chủ đi đâu rồi, chắc lại đi mua cây rồi. Ghê phết đấy. Người ta cái này về là nhấm rượu được luôn này. La Hán ba mình dành nhà này có cây khế được nhưng mà chắc cũng đắt. Quả khế này chắc phải 4-5 củ. Mẹ mình dành quả to nhỉ. Cây
cây bé bé mà quả to thế. Mà chủ nó không, nay không bán hàng chắc hay sao, chả thấy ý kiến. Hỏi han tí. Sang khu vực bên này. Cây đẹp quá. Ngắm qua anh tí nào. Gì phết đấy. Đấy, cây này cũng được. Có con này cốt cốt trậu ác thế nhỉ. Bác nhỉ. Con này đang là bao nhiêu tiền này? 15 à? Thế còn con gì này? Con này 20 rưỡi. Đấy, 20 rưỡi. Cốt trậu. Quê là đẹp lắm, quê là như là mỏng. Hàng rất hay. Hàng này có thịt lạc to không? To rồi. Rau nó gắt như là mỏng. Thành quê nhưng mà lá đẹp. Nó gắt nhiều con mà hôm nay là con nhiều à. Đẹp hơn là Điền, nếu mà ấy đẹp hơn là đúng rồi. Nó là thành quê nhưng mà nó là chất mỏ đẹp. Mỏng người, ngang người là mỏng. Quê là đẹp. Đây làm sao mà bằng con 2 đồng vượt tiền phía trước nữa. Con nào ạ? Này. À, mỗi con một vẻ. Sao con ạ? Này nếu mà chơi mini thì cũng hay. Thôi đọc đây. Vừa bảo 2 đồng, còn 2 đồng rưỡi. 15 triệu anh ạ. Xôi đập ơi. Đấy. Cái này trước lúc năm 2 đồng. Xôi đập ơi. Cái này là gần 100 đấy. Gần 100 đấy. Xôi đập ơi. Gần 100 đấy. Tiền hạ bốc lên được. Đấy. Đá thần. Hot nhất. Phú chi. Cốt chậu rồi. Đa. Đa. À ghê quá nhỉ. Kinh quá. Nhìn kinh quá. Sung à. Sung. Mẫu đơn. Đây là cái gạo này thôi. Cái gạo. Cháy, cháy gốc quá. Cháy gốc. Đấy, ôm bệ rồi. Hai mấy triệu con nào vậy? Con xanh kìa, 15 mà. Mua to thì tới chê thôi. Nay các ông đi không cần bán. Đây là mấy cây đó. Xanh. Ông nhạc. Kỹ rồi. Kỹ rồi. 5 triệu. Mấy con nhỏ nhỏ này hay. 5 triệu không đi được. 5 triệu không đi được. 5 triệu thì đã bay lâu mất rồi. Bao nhiêu này vậy? Có khách mà không cần ra này. Mưa ơi, mưa này đi à? Tao không biết nhưng mà tạnh nó lại đi. Bệ khỏe nhỉ. Cốt chậu rồi. Bết chơi cốt chậu ra.
Chân đẹp thế này. Đấy, thì ông này ở trong ấy ông bán thế là ở Triều Phúc. Đây quê à? Quê, quê là đẹp đẹp lắm anh ạ. Nè nó gần như là mỏng. Này gớm gớm mặt đấy con này. Dễ bệ lắm kìa. Nó thành hình cái chậu cũ rồi mà. Cốt chậu. Nhưng khuôn này một lần chậu rồi. Khuôn này một lần chậu. Đấy. Bây giờ lại lần chậu. Nhất là 3 lần chậu rồi. Rồi là lại gọi ông ra bán lại cho em mua được. Đây đấy. Nào, chơi được quê này ngoài chơi con nào đẹp cái bánh nha. Chơi vừa xem cái mình nghĩ chưa có gì. Ừ, chưa có gì. Này mặt sau đẹp hơn cả mặt trước. Trước xấu quá. Có sản phẩm đấy đấy mới khó thì cắt giảm đấy cũng thấy là được chứ. Cô ba giữ một con còn giữ cái mặt sau. Cái nhạn này không không thèm bán hàng. Ở đây cũng được vào. Giờ được tìm một con. Cả chợ chắc không có con này hay ho. Nên dừng. Cua toilet hay tròn. Đấy, chơi con này hay. Ra gì phết đấy. Quê thôi. Không đơn giản. Quê. Quê mà lá nhỏ tí. Con này lâu lắm vết trông này rồi này mà quậy lắm năm rồi. Quê mà gốc của Bill à, thế trông này là 5 năm rồi đấy. Năm cái này là rụt rồi cắt nhiều lần rồi đấy. Đây nó ngồi trên đá có đá to một tí là có một tí cài tí nữa thôi. Này bao tiền này? 2.5 triệu nhỉ?